Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Cronus Berium 530R, dòng xe đạp mang thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp, thương hiệu Cronus. Khung nhôm, toàn bộ phần khung là nhôm và được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Tiagra. Cái bộ group cũng rất là ngon. Trong cái tầm giá phân khúc xe dưới 10 triệu, khoảng 10 triệu, dưới 10 triệu. Sử dụng khung nhôm sử dụng trên chiếc xe là nhôm 6061 đây. Con đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi, cộng với việc là vận chuyển từ nước ngoài về nên là xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì sơn xe là nguyên bản hết, màu sơn các thứ nó còn giữ cái độ bóng mới. Phanh ba mảnh và sử dụng bộ group chuyển động Shimano Tiagra. Bộ group cũng rất là ngon trong phân khúc giá. Đùi trục rỗng của Tiagra và gạt đề. Rồi đề sau thì trước đề sau hai tay lắc. Hai tay lắc cũng là full hết xe Shimano Tiagra. Dụng ghi đông dẹp, bánh 700c, giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến cổ phốt là 52. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65-66, 75-76 đi là phù hợp. Và chiếc xe này được bán Việt Nam mức giá là 10.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe tại cửa hàng. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975909943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.